Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Tuyển Việt Nam Thầy Park Bình đường công phượng tỏa sáng thôi. Huấn luyện viên Park Ha-seo đã tính toán để công phượng là nhân tố chính cho các trận đấu tới đây của tuyển quốc gia Việt Nam, giờ chỉ còn đợi CP10 nắm bắt cơ hội. Câu phượng được xếp mâm trên. Bận việc riêng và không thể góp mặt trong chặng đường đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022, cầu Phượng cuối cùng cũng trở lại với thầy Park chuẩn bị cho các trận đấu kế tiếp. Sự trở lại của CP10 mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ, cũng như giới chuyên môn sau khi chứng kiến hàng công từ Việt Nam đã tương đối bế tắc ở các trận đấu với Saudi Arabia và Australia không chỉ hy vọng xuông, khả năng chân sút đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai có mặt trong đội hình xuất phát ở trạng đường tới đây của tuyển quốc gia Việt Nam rất cao bởi cái tên được chờ đợi Văn Đức chơi tệ suốt 5 trận liên tiếp vừa qua. Khả năng CP10 lấy suất đá chính của người đồng hương còn cao hơn nữa khi những trận đấu tới đây đối thủ khá vừa tầm thay vì khó như Saudi Arabia hay Australia. Chớp được không Công Phượng? Nhìn lại hành trình tại vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022, Thẳng thắn mà nói những gì chờ đợi ở công phượng từ người hâm mộ là huấn luyện viên Powerhaer vẫn chưa được đền đáp nói rõ hơn trong 302 phút thi đấu chân rút người xứ nghệ chỉ đá chính hai trận và còn lại đều vào sân từ ghế dự bị cũng như có duy nhất bàn thắng vào lưới Indonesia không thể hiện được quá nhiều nên chẳng có gì ngạc nhiên với việc huấn luyện viên pawer trọng dụng Văn Đức trong 5 trận đấu gần nhất kể từ thời điểm cầu thủ này trở lại sau chấn thương nhưng bây giờ, cơ hội đã đến khi Đức Cọt vẫn chưa thể hiện được mình. Còn sự kiên nhẫn của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có giới hạn để tất cả trông vào sự trở lại từ Công Phượng sau thời gian bận việc gia đình. Công Phượng còn nắm bắt hay không thì phải chờ. Nhưng một lần nữa, những người yêu mến chân sút này hy vọng khi chân sút đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai đang vào vận tạo ra thay đổi từ chuyên môn lẫn tinh thần. Về chuyên môn với 6 bàn thắng ghi được trong 12 trận đấu tại V-League, cùng lúc người ta thấy câu phượng khác hơn tại câu lạc bộ với phong cách chơi bóng dưới thời Kia Tisak, đủ tạo nên hy vọng nếu huấn luyện viên Park hang tin chân sút Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng điều người hâm mộ hy vọng CP10 đuổi khác trưởng thành hơn nằm ở chuyện chân sút này lên chức sớm nhất trong số các cầu thủ thuộc lứa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển Việt Nam. Tất nhiên, cơ hội đã đến khi huấn luyện viên Pa hang có vẻ như sẽ tính toán lại với phương án dùng Văn Đức nữa hay không. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện vẫn chờ vào nỗ lực của chính công phượng, chứ chẳng phải ai khác. Không còn nắm bắt được thì đành chịu, vì đằng nào huấn luyện viên Park Hang-seo cũng quy hoạch cho công phượng xuất dự bị hạng sang ở tuyển Việt Nam trong hành trình tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Còn bị loại xem ra chắc khó. Hy vọng việc vắng mặt trong hai trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 cũng như quãng thời gian tập ké U23 Việt Nam sẽ là động lực cho công phượng tìm lại chính mình và giúp huấn luyện viên Park Hang-seo tuyển Việt Nam bay cao từ đây. Tin tiếp theo, AF Cup làm điều chưa từng có, tuyển Việt Nam hồi hộp chờ đối thủ. Kính thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF vừa ra thông báo quan trọng về lễ bốc thăm chia bảng AF Cup 2021 – mang đến sự hồi hộp cho tuyển Việt Nam và các đội bóng. Sau khi tạm hoãn một năm do đại dịch COVID-19, AF Cup 2021 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, dự kiến từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF vừa ra thông báo quan trọng với kế hoạch khởi động giải đấu. Cụ thể, lễ bốc thăm chia bảng AF Cup 2021, 14 giờ ngày 21 tháng 9 tại Singapore được diễn ra theo phương thức chưa từng có trong tiền lệ giải đấu trên nền tảng thực tế ảo. Đây là động thái cần thiết của ban tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho đại diện các quốc gia thành viên Đông Nam Á. Buổi lễ bốc thăm chia bảng AF Cup 2021 được diễn ra trong một trường quay ảo với sự góp mặt của ban tổ chức và đại diện các liên đoàn thành viên theo hình thức trực tuyến. Buổi lễ hứa hẹn mang đến sự thú vị xen lẫn hồi hộp khi xác định hai bảng đấu gay cấn. Chia sẻ trên trang chủ AFF, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Kiap Samet cho biết: "Đây là lần đầu tiên AFF tổ chức lễ bốc thăm thực tế ảo cho AFF Cup 2021. Chúng tôi mong muốn việc thay đổi bốc thăm nhằm ưu tiên sức khỏe và sự an toàn cho tất cả. Với sự phát triển của công nghệ, người hâm mộ sẽ có thể tham dự và trải nghiệm" Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF cũng xác định nhóm phân hạt giống trước khi tiến hành bốc thăm. Theo đó, đương kim vô địch tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 1 cùng Thái Lan, nhóm 2 gồm Philippines và Myanmar, nhóm 3 gồm Malaysia và Singapore, nhóm 4 gồm Indonesia và Campuchia, nhóm 5 gồm Lào và Brunei hoặc Đông Timor. Tin tiếp theo, ai đủ sức thay thế Đặng Văn Lâm tại đội tuyển Việt Nam? Thưa quý vị, với việc Đặng Văn Lâm gặp phải chấn thương, nhiều khả năng Bùi Tấn Trường sẽ lấy lại vị trí xuất phát của mình trong khu gỗ đội tuyển Việt Nam. Mới đây, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin không vui khi thủ thành Đặng Văn Lâm gặp phải chấn thương nặng và không thể tham dự trận đấu gặp Trung Quốc và Oman tại AFC Asian Qualifier Road to Qatar, vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Chính vì vậy, bên cạnh tấn trường, văn toản, văn hoàng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi bổ sung thêm Trần Nguyên Mạnh. Ở trận đấu gặp Australia ngày 7 tháng 9 vừa qua, Văn Lâm được vị trí lực gia người Hàn tin tưởng giao cho xuất bát chính. Chính vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi về việc ai sẽ thay Văn Lâm ra sân trong đội hình xuất phát từ hai trận tới. Trước đó, ở các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE và chuyến làm khách trên sân của UAE, Bùi Tấn Trường trở thành thủ môn số 1 trong khu gỗ của tuyển quốc gia Việt Nam. Thủ môn thuộc biên chế Hà Nội chơi tập trung là một trong những nhân tố quan trọng giúp những chiến binh sao vàng làm nên lịch sử. Trong số những thủ môn còn lại của tuyển Việt Nam, Tấn Trường cũng là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất, nên nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục được tin tưởng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Trần Nguyên Mạnh, Tấn Trường sẽ phải giải trừng. Ở V-League 2020, nửa đầu V-League 2021, Nguyên Mạnh là một trong số những nhân tố xuất sắc bên phía Việt theo và góp công lớn giúp đội bóng này lên ngôi vô địch. Các thủ thành sẽ có khoảng 3 tuần để luyện tập, ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi bước vào chuyến làm khách trước đội tuyển Trung Quốc. Tin tiếp theo, Công Phượng mặc số áo mấy trên tuyển Việt Nam? Sau khi vắng mặt ở trận gặp Úc và Rập Xê Út, Nguyễn Công Phượng đã trở lại trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam. Ở đợt tập trung chuẩn bị trận gặp Trung Quốc và Oman, ngoài sự xuất hiện của các tân binh, huấn luyện viên Park Hang-seo chào đón sự trở lại của Công Phượng. Chiều 16 tháng 9, tiền đạo quê Nghệ An có buổi tập đầu tiên cùng với đồng đội. Câu Phượng mang chiếc áo số 10 quen thuộc. Trước đó, số áo này được trao cho tân binh Phạm Tuấn Hải. Hiện tại, Tuấn Hải đã mặc áo đấu số 30. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Đại, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Xuân Nam được chỉ định mang số áo 41, 25 và 40. Trở lại với Câu Phượng, sau khi có mặt tại Hà Nội, cầu thủ này đã ngay lập tức bước vào tập luyện, củng cố nền tảng thể lực nhịp vận động sau một thời gian dài không tham gia thi đấu. Câu Phượng đã không tập khoảng 40 ngày, có lên thì cũng không đá được ngay. Sau khi lên tập trung ngày 9 tháng 9, Phượng cần thời gian tập luyện phục hồi trở lại. Huấn luyện viên Park nói về Công Phượng sau trận gặp Úc ở sân vận động Mỹ Đình. Sự xuất hiện của Công Phượng giúp huấn luyện viên Park Hauser có thêm sự lựa chọn nơi hàng công của tuyển quốc gia Việt Nam. Toàn đội sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang UAE ngày 1 tháng 10. Theo lịch thi đấu được AFC công bố, chúng ta sẽ gặp Trung Quốc ngày 7 tháng 10 trên sân Trung Lập. Sau đó, Công Phượng và đồng đội sẽ bước vào cuộc chạm trán với Oman tại sân vận động Sultan Qaboos Muscat, Oman. Tin tiếp theo, ấn định ngày tuyển Việt Nam lên đường sang UAE đấu Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã xác định thời gian lên đường sang địa điểm trung lập tại UAE, chạm trán Trung Quốc tại AFC Asian Qualifiers Road to Qatar, vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Từ Việt Nam, hội quân trở lại chuẩn bị trận tiếp theo AFC Asian Qualifier Road to Qatar, vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Trước mắt, những chiến binh sao vàng là cuộc đại chiến với Trung Quốc, đội bóng đang cùng chưa có được điểm số nào sau hai trận đầu tiên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung Quốc không thể tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà và phải lựa chọn sân trung lập tại UAE. Mới đây, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng xác định thời gian lên đường sang Tây Á chạm trán đội tuyển xứ đại lục. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE ngày 1 tháng 10. Dự kiến, Ngọc Hải và đồng đội có khoảng 6 ngày chuẩn bị trước khi thi đấu lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trước Trung Quốc ngày 7 tháng 10. Trong danh sách 32 cầu thủ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc, đáng chú ý có sự trở lại của Công Phượng sau khi vắng mặt hai lượt trận đầu tiên vì lý do gia đình. Chân sút xứ nghệ nhận được sự già chừng đặc biệt từ truyền thông xứ tỷ dân. Ở trận đấu với Trung Quốc ngày 7 tháng 10, từ Việt Nam cũng sẽ có thêm sự phục vụ của trung vệ Duy Mạnh sau khi mãn hạn treo giò. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.